Chúng ta cùng nhau ôn lại các khái niệm cũ. Cổng en là cổng mà tất cả, nếu mà đầu vào hai cái miệng vào của nó là một một thì đầu ra của nó là một cổng o, nếu mà đầu vào của nó là không không thì đầu ra của nó là không. Cổng nó thì nó ví dụ như đầu vào là không thì đầu ra là một, còn cổng như nên là sự kết hợp giữa hai cổng, cổng en và cổng nó. Cổng lo là sự kết hợp giữa hai cổng, cổng o và cổng lo. Chúng ta dễ dàng thấy được cổng en được ký hiệu như này, cổng o là nó có vòng khuyết bên trong, cổng en có vòng, có cái chấm tròn trước, cổng lo có chấm tròn trước nữa. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần mới là phần thiết kế mặt trụ đít. Bây giờ mặt trụ đít là sự kết hợp rất là nhiều cổng en o nen o lại nhau. Đây chúng ta dựa vào cái này, chúng ta biết, bây giờ chúng ta hiểu biết đấy. Biết xem thử là cộng như thế nào, o là gì nào, o là cái cộng, nốt là gì nào, nốt là cái do vậy cái đầu của nó sẽ là en là cái nhân, nó sẽ là cái đạo của A nhân với tất cả B cộng C. Đấy. Và ta còn thêm một, bây giờ nó bảo mình biết là A cộng B nó là cộng gì, nó là cộng cộng gì nhỉ, cộng O. Đấy. Còn A nhân B là cộng nen, nen là kết hợp với dấu sẹt ở trên đầu này, dấu trên đầu nó là thành nen, là A và B nó là cộng nen. Chúng ta hình dung mường tượng ra trên đầu, trong trong đầu chúng ta là cái cộng cộng O có vòng khuyết bên trong, cộng nen thì có cái chấm tròn, xem thử có đúng không nhá. Đấy. Đấy. À quên, mình còn quên cái điều nó là chưa nói đến cái cổng em này. Bởi vì hai cái này nhau với nhau thì nó phải có cổng em với nhau. Mà cái em với nhau thì nó phải nhân với nhau. Nhân thì phải dùng cổng em. Chúng ta cho cái định thức luân lý này và bây giờ chúng ta hãy viết ra các mặt logic đi, các mặt logic trước đây là bây giờ chúng ta nhìn vào đây này, và thấy A và D nó là O, O nó là theo cộng A cộng B, cái này nó là en nó là A thành U, en nó là thấp nhân. Như vậy biểu thức sẽ là A cộng B nhân C. Đấy, đúng như mình nói. Bây giờ sang, à chết rồi, có luôn đáp án rồi, tôi thêm được, cái này nó dễ mà. Cộng này là cộng, cộng gì? Cộng này là cộng, cộng nốt, cộng nốt nó là phép cái đạo, đạo cái D, và cộng này là cộng cộng O nó là cái cộng, cộng hết tất cả các loại lượng lại với nhau. Bây giờ chúng ta hãy xây dựng các mặt logic biểu thức luận lý như sau: A nhân B cộng C. A nhân B nó là phép gì nào? Phép nhân.
nhân thì nó là cộng en. Cộng en là chúng ta nhớ mơn trường lại trong đầu, nó là dấu sẹt, nó là có, nó có một dấu sẹt thẳng vuông góc, tiếp đến là cộng c, cộng c cộng nó là cộng o, o nó logic nó là cộng o, cộng o thì cộng này là có vần khuyết ở bên trong. Là xem tôi có đúng nhá, tôi mở thường lại trong đầu đúng nhá, đấy n o đấy. Bây giờ nó cho cái mặt logic như sau, nó muốn viết cái biểu thức lượng lý a nhân b cộng c nhân d cộng e nhân f. Thì chúng ta như thế nào, bây giờ chúng ta làm như thế nào? A nhân b nó là n, n rồi có dấu trên, dấu ngang trên đầu nó là cộng nen, cộng nen, cộng nen cộng với c nhân d là cộng em, cộng với e nhân f là cộng nen đấy. Như vậy trong mặt này có hai cộng nen, có hai cộng nen, một cộng em, và tất cả cái này nó được nối với cộng o. Cộng o là có vần khuyết vào bên trong, cộng nen thì có giống trứng tròn và có thêm một dấu sẹt vuông góc. Xem nếu đúng nhá, đây dấu sẹt vuông góc và nó có thêm dấu trứng tròn, dấu sẹt vuông góc có thêm dấu trứng tròn, tất cả được nối với cộng tác giả chỗ này bị sai rồi, chỗ này cộng em là bị sai rồi, n là cộng nhân, do vậy nó phải là cộng o, cộng o, cộng o là cộng nào, cộng o là cộng này đấy. Bây giờ nó cho cái mặt logic như thế này, nó viết biểu thức đồng lý như thế nào, a nhân b nó là cộng em, b nhân c cũng là em. Như vậy có ba cộng em là được nối với một cộng o, cộng o có vần khuyết ở bên trong, cộng e em thì có dấu sẹt vuông góc. Xem thử đúng nhá, đây ba dấu sẹt vuông góc và cộng này. Thì chúng ta lưu ý một điều là chúng ta phải viết như thế nào cho đẹp. Đây nhìn xem cách viết, xem cách nối của họ trước. Output nó ra như này. Bây giờ chúng ta cho xây dựng cái mạch logic như thế này. A nó là phép đảo, đảo nó là phép not, and or not cũng được, b nó là not luôn, và hai cộng not này được nối với cộng cộng em, cộng em à ab luôn đúng không, ab đều là đảo. Như thế thì trong mạch chúng ta làm sẽ có một cái như thế này. Đấy. A nó qua cái phần tử not và tiếp đến nó đến cái phần tử em để nhân lại với nhau. B nó vậy, tương tự tín hiệu B nó vào. B nó không phải là tín hiệu nghịch đạo. Và phần tử A và nó
phải được nối với phần tử O. Giờ bài tập tiếp tục xây dựng các mặt logic như thế này. Lưu qua nhé. Cộng ngang chung, chúng ta sang cái phần mới cộng ngang chung, đó là sự hoạt động hợp lý giữa cộng N, cộng O và cộng NOT để thực hiện cộng ngang. Đây N và O và NOT. Đây nó là cộng cộng ngang chung, nó là sự hoạt động hợp lý giữa ba cái này. Và nó phải có điều gì đó đặc biệt. Phương pháp xây dựng cộng ngang chung. Tại sao chúng ta học cộng ngang chung? Thì trên thực tế thì rất nhiều mặt được xây dựng dựa trên cái cộng ngang này. Bước 1 là xuất phát từ biểu thức đại số để cho ta vẽ sơ đồ logic với cộng N, O, NOT. Giả sử đường vào và phần bù là có sẵn. Thì tiếp theo là ta vẽ một sơ đồ logic thứ hai với cộng logic NAND thay thế tương ứng với cho mỗi cộng là N, O và NOT. Nó xóa đảo chiều từ sơ đồ đi là sẽ có được một đường vào. Xóa cả đường đảo chiều mới đến đường vào bên ngoài và thêm đường vào tương ứng. Chúng ta xây dựng biểu thức luân lý dùng cộng ngang chung. Dùng cộng ngang chung. Đây chúng ta nhìn vào A nhân với lãnh đạo khi về bước đầu tiên là gì? Bước đầu tiên là chúng ta vẽ sơ đồ logic. Chúng ta giả sử đường vào, đường vào A và phần bù của nó đã có sẵn rồi, đã có sẵn rồi, tất cả cái này đều có sẵn này. A nhịp đạo của B, B, D, A, C đều có sẵn. Đây và chúng ta chỉ việc vẽ. Bước tiếp theo là vẽ một sơ đồ logic thứ hai với cộng logic NAND thay thế cho cộng N, O và NOT. Thì nghĩa là nếu mà có sự xuất hiện của cộng N, cộng O và cộng NOT thì chúng ta vẽ cộng NAND để thay thế cho nó. Đơn giản như thế thôi. Bây giờ chúng ta nhìn vào mặt nhé, chúng ta thấy nhé. A nhân với lãnh đạo của B có sự xuất hiện của cộng ngang đâu? Có không? Không có. Đấy không có, nhưng mà nó có sự xuất hiện của cộng ngang A nhân B, cho nên chúng ta vẽ vào có một dấu sẹt thẳng đứng đấy. Dấu này mình bằng bài giờ mình nói dấu sẹt thẳng đứng là chính là dấu này đấy. Rồi nhân với B nhân, chúng ta nhìn vào này, nhìn vào biểu thức tương tự, chúng ta nhìn vào biểu thức này thì chúng ta xét biểu thức ra ngoài trước, xét biểu thức ra ngoài chúng ta xét cái dấu nhân này trước. Đấy thì B nhân D, B nhân D cộng ngang và cộng với A. A A thì được thể hiện bằng cộng O. Nhân với C, nhân với C. C nhân là thể hiện bằng cộng N. Và tất cả cái này, cả hai vế của cái này, vế thứ nhất
Với thứ hai, được thể hiện qua tổng o. Chúng ta sẽ vào cụ thể hơn, chúng ta vào cụ thể hơn ở phần sau. Cái buổi nhập thiết tập đến đây là kết thúc. Thì khi kết thúc, các bạn phải hiểu được quy trình xây dựng cổng N. Quy trình nó gồm những gì? Quy trình xây dựng nó gồm những gì nào? Nó nhắc lại để chúng ta làm bài tập một. Thì sau là chúng ta giả sử đường vào đã có sẵn, chúng ta xét cái biểu thức đại số đã cho, suy suy ngẫm cụ thể, vẽ sơ đồ logic thứ hai, cộng logic nem thay thế cho cộng n o và not. Chúng ta xóa hai đường đảo chiều của sơ đồ đi, là đường có một ngõ vào, xóa cả hai đường đảo chiều nối đến đường vào bên ngoài, là thêm số biến vào tương ứng. Như thế thì chúng ta đã xây dựng được cái cộng nen chung.